Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Và chiêu mộ để xem ra đến gì nhá. Lúc nãy thì mình chiêu mộ ở đây thì mình thấy là cứ lần đầu tiên hình như là sẽ chắc chắn ra Megumi này. Lần thứ hai thì nó sẽ chắc chắn ra một vị tướng hiếm. Mình thì mình ra được vị tướng đây, thanh niên này, ông cụ này nha anh em, Gakuganchi. Ok, bây giờ tiếp tục chiêu mộ để xem có ông tướng nào xịn xò con bò hơn hay không nha. Rồi, ê, Sukuna này, wow, được của nó anh em ơi, Naobito, wow, chứng tỏ trong này tỷ lệ ra tướng hiếm nó cũng khá là dễ anh em ạ. Ôi, Jaga này, không phải là khó quá nha. Ba lần quay thì đều ra bị tướng hiếm. Ô, Naobito tiếp tục một em nữa này, ngon này anh em ơi. Uầy, lần này ra toe Toge. Uầy, tiếp tục là Sukuna anh em ạ. Oh my god, được của nó này anh em này. Tích điểm, mình sẽ mở một lần luôn anh em nhé. Rồi, ra gì đây? Jujo. Holy, mình sẽ được mắc Sukuna trước, sau đấy thì sang ông cụ kia nha anh em. Đội hình lõi kiểm soát. Uầy, được này. Tiếp tục là tăng bậc, cứ một em all-in trước anh em ạ, sau đấy thừa thì mình sẽ vã đến em thứ hai sau. Trang bị đeo nhanh luôn, ngon lành cành đào. Wow, lên level 100 rồi. Chiến đấu này, bỏ hết mấy cái em này đi, để một mình Sukuna thôi, xem sức mạnh của Sukuna sẽ như thế nào anh em nhé. Mình để được tốc độ x2 chưa, vượt chương 10 thì mới mở được tốc độ x2 này. À, như mình đã có thể bỏ qua được trận chiến rồi. Rồi, nhưng mà test thử xem hiệu ứng skill của Sukuna như thế nào nha. Chưa biết hiệu ứng skill của Sukuna như thế nào luôn á. Ôi, phân thân à? À không, đây là đồng đội của mình trong cái phần cốt truyện ra anh em ơi. Một múc, sát thương khá gắt nhỉ. Ui, để mình xem quả tuyệt kỹ xem nào. Đây đây đây, đánh mấy mục tiêu? Một mục tiêu. Thế thì Sukuna đánh theo kiểu là sát thủ à anh em. Ồ, thế khả năng là mình phải kiếm thêm một em nào nữa đánh nhiều mục tiêu á, thì giai đoạn đầu mình đi vượt ải nó sẽ nhanh. Ok, có ngày thì mình vã nốt hai cái kia nhé. Mà sau khi mua xong rồi mình mới để ý là đây có chữ mua nhanh. Nếu như mua nhanh thì mình sẽ được giảm giá, nó sẽ rẻ hơn rất nhiều nha anh em. Rồi, tiếp tục là chiêu mộ thôi anh em ơi. 86 vé nữa xem được cái gì nha. Đấy rồi, hai em tướng cam cùng một lúc luôn. Phán nữa đi xem nào. Eso, trời ơi, nhìn thanh niên này mình không muốn chơi tí nào. Ẻo lả vãi cái trưởng luôn. Mekamaru, lần thứ 3x10. Kasumi à? Yuta, Yuta du hiệp. Ôi giời ơi, thêm vị tướng hiếm nữa. Cay quá. U là trời, lại thằng Mekamaru anh em ạ. Toge. Ôi, tiếp tục là Naobito này. Được của nó, được của nó. Jujo. Ôi, mày quá. Tưởng mất anh em ạ. Cái thanh niên Yuta đấy ở trong hệ sáng tạo anh em nhé. Để mình xem skill sao nào, gây cho toàn bộ tướng địch 180% sát thương phép này. Wow, đi vượt ải nhanh này. Tiếp theo ảo thuật gia tăng công tăng sinh lực, gây cho toàn bộ tướng sát thương phép 30% giảm tốc. Còn đây là khi bị tấn công 100% khiến người tấn công chịu thua. Wow, mạnh thế. Ok, thế nên mình sẽ nâng cấp tướng lên nhé, đi cùng với cả em Sukuna vượt ải cho nó sướng anh em ạ. Lên luôn này. Ok, đủ để lên level 100 nhỉ? Chắc là đủ thôi. Ây à, ôi lên đủ 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 đủ, may quá, vừa đủ anh em ạ. Đây rồi, chiến đấu này, mình sẽ ra trận thêm em Yuta nữa là hợp lý luôn. Bắt đầu chiến đấu. Ôi quên mất, chưa ra trận chú cụ. Ây xì bà, chắc là không cần đâu. Đấy, Yuta ở giai đoạn đầu đi vượt ải rất sướng anh em ạ. Khi mà đi chiến đấu thì em nào mà có chỉ số nhanh nhẹn nó cao hơn thì sẽ được đánh trước anh em nhé. Ví dụ như em Sukuna của mình nhanh nhẹn là 699, còn em Yuta của mình nhanh nhẹn chỉ có 626 mà thôi. Thì bây giờ khi mà đi chiến đấu thì chắc chắn là em Sukuna sẽ được đánh trước anh em nhé. Chiến đấu luôn cho anh em xem này. À quên mất, mình chưa ghép cái chú cụ vào đây. Đấy, Sukuna đánh trước ngay. Ok. Đấy, anh em thấy chưa? Tuy nhiên là Sukuna ở thời điểm này thì mình thấy cho vào nó đánh trước thì phí mất một tơn. Mình sẽ điều chỉnh lại một chút để cho vượt ải nó nhanh hơn nha.
Đây là một cái mẹo này anh em này. Mặc dù yêu lực giảm đi nhưng mà Yuta của mình đủ sức để có thể cân kèo, do là Yuta đánh toàn thể mục tiêu. Đó, thì nhanh hơn rất nhiều anh em. Thì bây giờ mình sẽ ấn tiếp tục khiêu chiến thì cái tốc độ đi vượt ải nó sẽ cực kỳ là easy luôn. Trong đó thì mình hoàn toàn có thể ấn vào cái nút ẩn đấy, quay trở về màn hình chính và làm những cái nhiệm vụ khác. Ví dụ như là nhận thưởng này, tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều anh em nhá. Ok. Sau khi mà mình đi vượt ải một lúc, mở ra thêm được một số cái tính năng mới, ví dụ gói mới này để mình xem có. Ôi, cứ có vé chiêu mộ là mình sẽ all in nha anh em. Thưởng vượt ải đây rồi. Đấy, có thêm 10 vé chiêu mộ này, 20 vé này, hoài nhiều luôn á. Giờ đầu anh em cứ tích cực đi vượt ải là ngon này. 30 vé này, wow. 40 này, 50 này, wow. 60 này. Dưới này còn rất là nhiều nha anh em ơi, tuyệt cả là vời nha. Để mình tiếp tục là chiêu mộ đi. 93 vé anh em nhau. Rồi, Yuki xạ thủ này. Thêm 10 lần nữa xem nào. Kasumi. 10 lần nữa đi. Lại Megumi. Yuki xạ thủ luôn này. Panda. Số tướng đã đạt giới hạn à. Phòng thí nghiệm dĩ năng. Ghép bớt đi anh em ạ. Yuchi này. Đặt nhanh luôn này. Ok này, ghép này. Rồi, một em. Tiếp theo còn em nào ghép nữa hay không đây? Em này ghép được đúng không? Mình sẽ ghép lên hết để có thể lấy phôi nâng cấp cho Sukuna sau này anh em ạ. Ghép luôn. Mình chỉ thiếu đúng một cái phôi của paperback này nữa thôi mà chưa quay được ra anh em ạ. Cú vãi. Đó, sau khi mà mình ghép bớt đấy rồi mà vẫn muốn giải phóng túi thì sẽ vào sở quản lý nhân sự này. Đây, tiếp tục là giải phóng nha anh em. Xác nhận luôn này. Ok. Anh em lưu ý là khi mà chúng ta ấn vào đây nhá, xong mà đây ví dụ như mình làm mẫu này, chọn nhanh một cái, ấn giải phóng này. Đấy, anh em thấy chưa? Thì nó sẽ auto trở về cái toàn bộ tướng. Nếu như anh em không để ý lại ấn chọn nhanh tiếp, sau đó ấn giải phóng, là có khi nó sẽ giải phóng vào những cái vị tướng ở hai cái hệ hiếm là sáng tạo cũng như vào hủy diệt. Thế cho nên là lại phải chọn lại ấy nhá. Đó, như này này thì nó mới hợp lý. Anh em hiểu chưa? Đấy. Ok, tốc độ này, bây giờ mình lại chọn được tốc độ này. Như vậy là cũng hết vị tướng ba sao ở bên lại tốc độ rồi, thì hoàn toàn có thể yên tâm nha. Giải phóng được một số lượng túi nhất định rồi, tiếp tục mình sẽ chiêu mộ, còn 53 vé nữa thôi. U là trời, Hana, tướng hiếm luôn. Mình thấy em Hana này cũng khá là ngon này, mỗi tội là mình thấy đang bị trùng với cả em này, Yuta. Thì ở giai đoạn đầu mình sẽ chơi Yuta này trước để đi tấn công vượt ải cho nó chất. Còn về sau thì mình nghĩ là chuyển sang em Hana sẽ hợp lý hơn. Tạm thời cứ để đấy đã nha anh em ơi. May quá, bên tốc độ thì mình cũng có một vị tướng hiếm 3 sao. Build đã. Tầm này cứ mỗi hệ build một em cho nó dễ. Rồi, lên luôn này. Ok này. Rồi, 80. Wow, 100 luôn. Ơ kìa, thiếu vàng rồi. Mua thêm anh em nhé. Đấy, nếu như đô tốt mình xác định là phải mua hết tất cả vàng ở trong ngày luôn ấy. Rồi. Ok này. Tiếp tục là tăng lên. Nó lại thiếu. Để mình xem ra là cái này phải đi vượt ải hoặc là phụ bản IP, tí nữa sẽ đi vượt ải tiếp vậy. Trang bị mình chưa đeo cho em này thì phải. Đúng rồi, theo thứ tự ưu tiên anh em nhé. Đấy. Bây giờ thì mới đến em này. Trang bị này. Ok liền. Đó, thế là một hệ tốc độ này, sức mạnh này, sáng tạo này. Bên hệ kiểm soát. Kiểm soát mình cũng có thêm một vị tướng hiếm nâng cấp luôn. Được bao nhiêu thì được nha. Tăng bậc. Tiếp tục. Ok, tạm thời lên level 40 đã anh em ạ. Cứ đèo nhanh một cái đã. Mình còn thiếu một vị tướng ở bên hệ hủy diệt này nữa, nhưng mà không sao. Tạm thời là full 4 hệ này. Đấy, full tướng hiếm luôn anh em nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi vượt ải. Chắc chắn là sẽ nhanh hơn đấy anh em ơi. Tìm kiếm này. Khám phá luôn. Tím là tìm kiếm được rồi. Là mới miễn phí. Ok. Tím này. Tỷ lệ ra tím thì có vẻ là dễ, nhưng mà để ra được phẩm cam là cũng hơi quay anh em ạ. Thế cho nên là tím mà anh em chơi rồi nha. Hết điểm rồi anh em ơi.
Rồi, tiếp tục là chiến đấu thôi. Ra trận nhanh xem nào. Ok, ghép thêm Megumi vào cũng được. Cũng ổn nha. Chú cụ. Ồ, ok, đang đi với cả cái hắc đao. Kích hoạt thêm cái hắc thằng này xem nào. Viện trợ này, chú cụ. Quá. Mua shop thần bí một lần à? À, mua cái này được này. Mua luôn. Giảm giá mà, 40% khá là ngon. Chú cụ nhận luôn. À, thì có thêm một cái chú cụ mới, đó chính là cái hắc thằng. Gì đấy? Loa phóng thanh anh em ạ. Rồi nhận luôn. Vòng quay một lần á, đơn giản. Một lần thôi. Ok. Ôi giời, cũng được. Đang hết tài nguyên thì lại quay ra. Ok luôn. Thêm một cái chú cụ nữa là cái loa phóng thanh. Tổng lực chiến đạt 40.000. Mình chưa đạt 40.000 điểm lực chiến à? Khoai thế. Ờ, 46.000 mà. Ảo vậy. Viện trợ này. Ở đây thấy. Tổng lực chiến đạt 40.000 đấy thấy. Quá. Hình như là mình chưa ra trận trong đội á. À, thế để mình thử ở trong phần đấu trường xem nào. Đội hình thủ mình sẽ ấn ra trận nhanh. Đấy, khả năng cao là bây giờ là sẽ được 40k điểm lực chiến này. Lưu đội hình này. À đấy, vào trong phần đấu trường mình lưu lại đội hình một cái là nó đã hoàn thành nhiệm vụ nha anh em. Rồi luôn. Rồi, tiếp theo là mình sẽ xem một số những cái chú cụ này. Thiên nghịch mâu, đả kích chí mạng gây cho hai tướng ngẫu nhiên phe địch 1656 điểm sát thương tuyệt đối. Sát thương tuyệt đối này có phải là sát thương bỏ qua giáp không nhỉ? 10% xác suất khiến mục tiêu bị choáng này. Ê, được ấy nhỉ? Đeo luôn cái này đi. Có thêm tí khống chế, đánh cho nó sướng anh em nhá. Rồi, với đội hình này của mình là 113k điểm lực chiến. Đi vận ải chắc chắn nó sẽ ngon lành cái nào hơn rất là nhiều nha. Phun tường hiếm luôn. Wow, được đấy. Hy vọng rằng nó thể vượt qua được cái ải này. Ngon lành ngay với sức sát thương của Yuta. Cũng căng ấy. Ok, thì hôm nay mình xả khá khá vé chiêu mộ để có thể là sở hữu được một đội hình phun tường hiếm. Ok, thì anh em nhớ đăng ký kênh để có thể là theo dõi series Lời Nguyền Quỷ Dữ của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.